Đây là chợ Nhật Bản nha. Bây giờ mình sẽ đi vào trong đó. Hai anh chị đang chờ mình ở đó các bạn. Ok, let's go. Đây cả nhà ơi, siêu thị Nhật. Đây là những cái đồ ăn mà họ làm sẵn đó các bạn. Đây, bây giờ mình sẽ quay vòng vòng và cho các bạn coi trước nha. Yeah.
khỏe mạnh quá vậy. Gì vậy? Gì vậy? Chú Vy, con thấy là cô chú đi. Con chào cô chú. Con chào cô chú. Bye bye. Bye bye. Hey. Đây đây mẹ. Nè đây, nè đây mẹ lấy cho. Nè đây mẹ lấy cái khác cho. Đi ra. Nè đây mẹ lấy cái khác. Nè đây mẹ lấy cái khác cho. Trời hôm nay không có nắng. Trời ui ui, mát lắm cả nhà. Trời ơi, đã gì đâu á. Mát lạnh luôn. Cả nhà ơi, mình đang trên đường đi ra biển. Đi ngang qua hai cây táo này quá trời quá đất rồi. Đó, mình quay cho các bạn coi nha. Mình đi lại mình ăn cắp mới được. Ăn cắp mà các bạn ơi, ở ngoài đường á. Mà quá trời đẹp luôn cả nhà ơi. Mình phải kêu anh xã mình dừng xe lại rồi mình quay mới được cả nhà ơi. Đó, bây giờ mình đang đứng ở trên cái mui xe rồi cả nhà. Mình quay nè. Đã chưa? Trời ơi, các bạn biết không? Nó cũng chắc ở dưới đất hết trơn vậy đó. Đó, dưới đường đó người ta đi đó. Đó, cái cây của nó nè. Đó. Trời ơi, là trời ơi. Quá trời quá đó cả nhà ơi. Chắc hồi mình kêu anh xã mà chả xích xích lại gần. Mình chôm hai trái mình ăn thử cả nhà. Đây, cái cây này là cây táo đỏ nè. Đó, mình quay lại gần các bạn coi nha. Trời ơi, sốc nổi không? Trời ơi. Là mình quay cái cây cho các bạn coi nha. Đó. Đó, cái cây của nó nè. Đó, thấy chưa? Đó, nó cũng trắng dưới đất lắm nè. Trời ơi. Bạn biết mình đang đứng đâu không? Mình đang đứng không? Mình đang đứng trên cái mui cái xe mình đó các bạn. Đây, để mình quay lại cho các bạn coi nha. Đây, đang đứng trên cái mui xe mình nè. Chào mình nè. Thấy mình gan các bạn. Đó, mình đang đứng trên mui xe nè. Đó, mình quay cho các bạn coi nhà cây táo nè. Đó, trời đất ơi. Đây, mình đang đứng trên mui xe. Để mình quay cái táo này nè. Mình chịu không thể nào nói được. Mình phải kêu anh chồng mình quay lại mới được. Quay lại đây em quay cái táo mới được. Trời ơi coi nè. Đó, vậy nè. Đó, trời ơi. Bây giờ mình kêu anh chồng mình chạy xích lại gần. Chôm hai trái, ăn. Ok. Yeah. Đây nhìn đường đi ra biển đi ngang qua hai cây táo ngoài đường các bạn. Trời đất ơi, không thể nào chịu được. Mình phải kêu anh chồng mình dừng lại thì mình hái. Trời ơi, cái trái này nó chín nè. Nhưng mà ở trên cao hơn á là nó chín đỏ luôn các bạn. Xong mình nói anh chồng mình dừng lại. Ăn chậm táo. Thử nha, cái táo mình này mình thấy nó màu vàng nè các bạn. Mình đứng không tới, mình hái được trái này. Mình hái được ba trái. Đó, còn ở cao quá thì nó màu đỏ mình hái không được. Ok, để đây mình sẽ ăn thử nha. Mình ăn trái này trước. Đi ăn trộm á là mình hái xong mình phải chùi vô cái áo vậy nè. Đó, hồi đó giờ vậy rồi cả nhà ơi. Hồi đó giờ luôn chứ mới mới đây. Đi ăn trộm nó vui hơn các bạn ha. Trời, đi vô siêu thị mua xong hái ăn nó bình thường quá. Ăn trộm, à mình ăn thử. Ui, lạnh quá chồng. Khô. Em mở cửa ra lạnh quá. Khô. Chua. Ngon. Giờ, chú Bi không có trái chú Bi không? Chú Bi à, còn có trái nữa chú Bi không? Chua nhờ. Chua chua. Mà ăn được. Trời ơi, giòn lắm, ngon ghê chưa? Trời ơi, nói gì hả? Mày mày cắn rồi nè. Ăn này đi. Apple. Con nói đi, cái này gì? Cái này gì? Bỏ đi ra. Đúng rồi. Đúng rồi. A-mồ. Ok, cứ tìm ạ. Rồi đó, con ăn táo đi. Ngon. Rồi, bây giờ mình sang quả táo vàng. Ăn thử quả táo vàng các bạn. Ngon các bạn ơi. Nó vàng ngon hơn. Ngon quá. Cái vàng này ngon hơn nào. Anh chào mình đang lái xe. Táo vàng này ngon lắm các bạn. Ngon quá. Đấy. Ngon quá. Ba.
Yellow is good. Cho chồng bánh tráng bạn ơi. Chùi. Mình nó ngon không? Nó ừ, đang lát nó quay vậy nữa. Là cho ba cái. Good. Ngon không bạn? Hả? It's okay. Trời ơi, bị có chút xíu quá sao đâu, ăn đi. Ông là hả? Chim ăn. Có bị đâu, có chút xíu à. Ăn không sao đâu, chết đâu. Ngon thiệt. Cái vàng là ngon thiệt các bạn ơi. Sophia, cái này ngon nè, con ăn này không? Nó dễ cắn hơn đó đó. Ok, em chịu thôi. Ngon quá. Ngon lắm bạn. Ê, mình, oh my god. Mình quay cái lần trước cho các bạn coi. Các bạn. Biển các bạn. Hai chồng mình đang đi ra biển chơi. Anh Tôm công nhân xong rồi, giờ mình đi vòng vòng ra biển lại chơi. I'll have to drop you off. Ok. Anh kiếm chỗ gây xe các bạn ơi. Ủa, anh kiếm chỗ đậu xe. Giờ anh kiếm chỗ đậu xe rồi anh đẩy cho hai em con mình xuống. Anh kiếm chỗ đậu xe. Có lá ngon không ạ? Mình ăn này. Ngon hiệu. Lát về chơi mấy trái nữa các bạn ơi. Đó, bây giờ anh đậu xe ở đây. Hai mẹ con mình xuống. Đi dạo biển thôi. Hay mẹ ơi. Buổi chiều mình thấy ở đây. Họ đi ra đây đi dạo nhiều lắm. Đó. Bà Sophia đó. Em ơi, em đi đâu á? Nha. Con chim kia đó lại nó bắt con vịt. Ôi nó chạy rồi. Chạy rồi kia ơi. Chạy rồi kia. Làm sao? Lại bắt đi. Ừ thì lại bắt đi. Rồi chạy rồi. Trời nó đi đâu rồi? À, đi lại đây hả? Kêu con vịt lai gọi coi coi có mặt nữa kìa. Sao mặt buồn rồi, không có buồn rồi. Không có mặt cho có mặt xỉ. Đây các bạn ơi, mình đang đứng ngoài biển. Đó, buổi chiều trời hoàng hôn. Chiều hoàng hôn. Đây, mấy em này là mấy em vịt rời. Đó, đang tung tăng. Mấy em đang tung tăng đi kiếm mồi. Đó. Mình đã đói chưa? Yêu chưa? Chiều hoàng hôn trên biển đó các bạn. Đây ở đây là có một cái, ở đây là cái gọi là cái phà đó các bạn. Mình ngồi gần các bạn coi nha. Phà. Đó. Phà này hôm bữa mình cũng có đi rồi nè. Từ ở bên đây đi qua bên kia đảo. Đó. Mình ngồi các bạn coi. Xa xa chút. Đó. Đây nữa nè. Các bạn có thấy nhìn thấy giống phà bắt cổ chiên không các bạn ơi? Các bạn nào ở miền Tây đó là các bạn sẽ biết là phà bắt cổ chiên đó. Chiều mình thấy mọi người hay đi ra ngoài bờ biển này nè các bạn. Mọi người không mát thì nướng đồ ăn, ngoan mỹ đó, chơi vui lắm, ngắm chiều hoàng hôn. Người Mỹ họ thích ngắm chiều hoàng hôn với bình minh đúng không các bạn? Có nhiều nhà mà nhiều người nhiếp ảnh gia họ canh hoàng hôn với lại bình minh đó, họ chụp những cái tấm hình rất là tuyệt vời, rất là đẹp. À, mấy cái người này thì ra đây ngồi ngắm biển ăn bánh. Nè các bạn thấy không, chiều hoàng hôn đó mặt trời xuống rồi bạn ơi. Trời đất ơi, coi mấy cái này vịt rời nè. Đó, nó đã tung tăng đó. Hai cha con ảnh chỉ. Dạ. Ở đây các bạn.
họ có mấy cái trụ để nướng, để nướng nè, đây nè nha, đó đó, thấy không đó, cái này là để nướng nè, rồi ngồi đây ăn không mát. Trời ơi, lạnh muốn chết mà hai tên đó đứng dưới tắm lạnh muốn teo. Đó, Sophia đang coi Happy Birthday anh Phát đó. Sophia đang coi sinh nhật anh Phát kìa, anh Phát ơi. Kiểu cơ bản thì có bơm điện thoại có coi, có mặt có sụ luôn kìa. Anh trai cho con, trời ơi. Anh trai vậy? À, mày gỡ nó xuống, mày gỡ nó cho xuống. Mày nhướng cổ con phải không? Rồi. Đó, Sophia đang coi Happy Birthday anh Phát đó. Con hát nè. Hello. Chúc mừng nhận anh Phát nha. Vỗ tay. Mở đèn lên thôi. Anh tạm đi hỏi nó không. Hai cái bánh kem đi. Ơi. Mẹ. Nóng quá con. Wow, các bạn thấy không? Anh cho mấy con này nó bánh mì á. Trời ơi, nó bay lên rồi kìa. Đó coi, mình anh xem là anh cho bánh mì á, nó bay lên quá trời con nè. Yeah, if we have some bread. Yeah. 10 đồng ha. Nhìn đẹp không bạn ha, nhìn từ từ giống một câu ấy chứ. Buổi chiều ra biển ngồi ngắm biển, dạo biển đó các bạn ơi. Đây nào, ở đây mình thấy á, người Mỹ á, họ đem đồ ra đây họ nướng, cái họ ngồi họ ăn, họ tắm biển rất là vui ha. Vui lắm nó, họ nướng các bạn. Bây giờ Vũng Tàu cũng vậy ha. Vui lắm các bạn ơi. So I got off and I kicked my board. The board went through the park. I lost the street like an